Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục quay video để xem cái công suất tiêu thụ điện của cái máy lạnh LG này. Tháng trước mình đã quay là tổng 30 ngày thì nó tiêu thụ khoảng 32 kg. Thì tiếp tục trong tháng này mình để cái đồng hồ đó luôn và chúng ta xem coi sau 2 tháng tổng lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu. Thì mình đã gắn cái đồng hồ đo là vào ngày 5 tháng 10 nè. Ngày 5 tháng 10, hôm nay là ngày 7 tháng 12, vậy thì đã hơn 2 tháng rồi. Chúng ta xem tổng lượng điện nha. Đây, 71,08 kg thôi. Sau 2 tháng sử dụng mà cái máy lạnh chúng ta chỉ tiêu thụ có 71,08 kg thôi. Thì đây là con số cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Nếu chúng ta chia ra thì 71 mình ta chia cho 60 ngày, hay là cụ thể đây là mình nói là 62 ngày đó. Thì nó là mỗi ngày khoảng 1,2 kg thôi. Là một số phải nói là cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Ở cái máy lạnh mình thì mình để 28 độ. Mặc dù 28 độ nhưng mà tối ngủ là phải đắp mền đó. Và một đêm là mình sử dụng 10 tiếng vào buổi tối. Và bằng ngày thì mình sử dụng khoảng 2 tiếng để ngủ giấc trưa đó. Và cái thể tích của cái phòng mình nó cũng khá là rộng nha, 40 mét khối đó, tổng khoảng 40 mét khối đó. Thì chúng ta thấy là với cái nhiệt độ 28 độ 40 mét khối mà sử dụng liên tục 62 ngày trong hơn 2 tháng như thế mà chỉ tiêu thụ 71 kg, đây là con số cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Chúng ta thấy là cái nhãn năng lượng của cái máy lạnh LG này là tiết kiệm 70% điện. Đây là được đăng ký của Bộ Công Thương. Và những cái dòng này nó tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với những dòng máy lạnh khác. Mình thì không buôn bán máy lạnh, mình có đi vệ sinh máy lạnh cho nên mình biết những gia đình nào mà sử dụng dòng máy lạnh này thì cái hóa đơn tiền điện của họ cực kỳ ít. Còn đa số là ở nhà có một cái mà mỗi tháng 1 triệu mấy tiền điện thì quá nhiều. Như gia đình mình là 2 cái sử dụng nhưng mà một tháng là chỉ tầm 230 đến 250 kg mà thôi. Tháng này thì cái thời gian mưa nó ít hơn so với tháng trước, mưa nó khoảng 10 ngày thôi, còn tháng trước thì mưa tầm khoảng 15 ngày. Nói tóm lại là với cái việc tiêu thụ điện trong 2 tháng mà chỉ có 71 kg, đây là con số cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Có thể quý cô bác anh chị và các bạn không tin nói rằng là mình không trung thực trong quay video, thì ở đây mình cũng nói luôn, mình gắn cái đồng hồ để đo mục đích của mình đó là trong quá trình sử dụng máy lạnh đó, mình theo dõi nếu như mà có sự tăng điện đột ngột đột biến thì mình biết đó là lý do của máy lạnh. Lần đó cái máy lạnh của mình bị xì ống đồng, để 28 độ không mát phải tăng xuống 20 21 độ. Rồi mỗi một ngày nó tiêu thụ khoảng 3 4 kg, thấy cực kỳ nhiều luôn. Cho nên từ lúc đó là mình gắn hẳn cái đồng hồ luôn để hàng tháng mình theo dõi coi cái lượng điện tiêu thụ nó có chênh lệch nhiều hay không. Thì sẵn đây mình quay video để chia sẻ với mọi người, tin hay không là quyền của quý các anh chị và các bạn nha. Mình chỉ làm video thực tế thôi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.